Ao, tính như nào? Như nào như nào vậy? Tiền chưa lỗi. Tiền gì? Tiền con này. À, anh bỏ chú chiều nay, nhưng ngày nay nó bán được con xe nào đâu. Ô, thế là một năm nữa không bán được là tôi vẫn chưa lỗi tiền à? Không phải, anh bỏ chiều nay là bắt đầu đưa tiền chú nhưng mà chưa bán được con nào cả. Thôi để không, để mai hay gì quay lại đi. Tóm lại là ông giả xe thôi. Giả thì hôm qua anh nhận mua của chú rồi, giả thì mai chậm một ngày anh được sao được. Nhưng mà về chú bán con này, chú thay con gì hay bán đi bộ. Tôi bán là tôi cần tiền để tôi mua xe. Thì mua xe thì bê cứ bảo với anh câu rồi bê đổi con xe khác, anh đổi cho làm sao, có phải lăn tăn hay đi chỗ khác mua. Nhà ông không có xe đấy. Sao không có? Tầm nào? Tầm nào? S550 có không? Ừ, mấy bánh đi. Nếu mà mẹt, nói về mẹt ấy, ở đây là chùm mẹt toàn miền Bắc rồi, ông có mẹt nào mà chẳng có. Móc đầu ra, nhà ông toàn mấy con bê già mẹt cổ. Đây đây, đây nó là con gì? S550 đây chứ còn là con gì? Ô, nhà mình, nhà ông mà ông chơi mấy cái loại hàng sang mới mới về hôm nay xong. Ô, S550 của tôi nó là full option rồi, cửa hít 4 cánh. Con này bao tiền? Trăm mấy? Con này ông cứ xem đi, rồi tí cho giá tốt luôn, đảm bảo ông mua được xe luôn. Đấy chưa? Thế là hôm qua ông không bảo luôn để tôi đổi xe luôn. Thì ông có bảo là ông đổi xe đâu, ông chỉ bảo là bán xe thôi. Tôi hôm nay tôi hỏi là ông bán xe để làm gì. Bán xe nếu đổi xe thì của cửa hàng tôi là luôn luôn phục vụ ông từ A đến Z luôn. Con này đời bao nhiêu? Con này 2007. 2007 S550. S550 là máy của nó máy 1 chấm mấy nhỉ? Máy con này 1 chấm rưỡi nhưng mà cộng thêm 4 chấm nữa. Là như nào? Là 1 chấm rưỡi cộng thêm 4 chấm là 5 chấm rưỡi. 5 chấm rưỡi. Nhưng mà cái dòng này tiết đúng kiệm. Đúng sở thích của tôi. Đấy, tôi cứ phải khỏe. Bây giờ chốt con này kia nhá, hôm qua tôi lấy của ông là 545 triệu, ông bớt cho tôi 3 triệu đúng không? Hôm nay con này tôi để cho ông là 485 triệu thôi. Đấy, còn đâu thừa cái chỗ thiếu. 485 triệu. 543 triệu. Thế là ông phải vẫn phải giả tiền tôi. Thì giờ giả thì ông cứ đi đi, mai quay lại tôi giả bê trước mắt này tôi cứ ấy đi. Xe không lỗi sao mà ông cứ đuổi tôi như đuổi ta ấy nhỉ? Không, xe đảm bảo đẹp luôn. Nếu mà tôi phải kiểm tra đã. Đây, cứ kiểm tra thoải mái luôn. Đảm bảo đẹp cực kỳ luôn. Noa Harman Kardon cơ. Nhưng cái này là mình độ thêm, có ông độ thêm hay là có nó nguyên bản như này? Cái này nhà sản xuất người ta lắp, tôi không biết độ. Nhưng nó lắp cái này để làm cái gì? Nó lắp cái này để ấn chơi chơi này, ấn để ghế nó cứ chuyển đi chuyển lại này. Ô, chỗ này để làm gì? Thì ông bây giờ ông nhà tôi bảo là giá cả tôi làm việc, ông mua về xong ông cứ tự nhạc tìm hiểu, tôi cũng giải thích cho ông đến tối không hết cái option của con này. 485 triệu cửa hít đầy đủ cơ. Đúng rồi. Đây bây giờ ông lấy con này đi xong rồi. Tóm lại bây giờ tôi lấy con này. Còn cái số thừa của con X6 ông chuyển luôn cho tôi. Mai tôi chuyển. Mai đúng không? Mai chắc chắn là mai. Nếu mà mai ấy mà tôi mà vẫn chưa nhận được tài khoản ấy, không phải là cái này nữa đâu, mà là cái búa vào đầu ông luôn ấy. Đau ấy, cộc đau ấy. Thôi được rồi, ông cứ lấy con này mai quay còn số thứ lại tôi chuyển cho. Nhớ mai đấy. Yên tâm, tôi làm mặt việc là uy tín. Uy tín à? Uy tín luôn. Mai tôi cầm búa đến. Cứ đi về đây. Xin mời. Ủa, đi êm okay. Nhỉ? Đi êm được đó.